Ngày 22 tháng 6, báo Điện tử Tầm Nhìn có bài Dân bức xúc bên khu du lịch treo, phản ánh về dự án khu du lịch sinh thái Thác Mặt Trời của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch Thác Mặt Trời, có địa chỉ tại xóm Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Là khu du lịch sinh thái, tuy nhiên từ ngày triển khai xây dựng vào năm 2004 cho đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai theo đúng với mục tiêu mà dự án đã được phê duyệt. Mục tiêu mà dự án hướng đến là xây dựng khu du lịch sinh thái hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các dịch vụ như ăn, nghỉ cao cấp, chăm sóc sức khỏe, thể thao, giải trí, tạo việc làm và thu nhập, nâng cao mức sống của người lao động địa phương vùng dự án. Tuy nhiên, việc xây dựng của công ty trì trệ, hoạt động thường ngày cũng như cuộc sống của người dân vùng dự án bị đảo lộn. Ngày 2 tháng 7 năm 2020, báo Điện tử Tầm Nhìn có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cung cấp thông tin về dự án với các nội dung như thông tin về dự án khu du lịch Thác Mặt Trời chậm tiến độ từ nhiều năm nay, tỉnh có nắm được hay không? Vì sao chậm tiến độ? Dự án có vi phạm thì thu hồi hay không? Bao giờ thì thu hồi? Đến ngày 20 tháng 7, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hòa Bình đã có văn bản số 1864 trả lời nội dung mà báo Điện tử Tầm Nhìn đề nghị. Theo đó, dự án Thác Mặt Trời chậm tiến độ là do diện tích đất sản xuất kinh doanh của dự án bị trùng lấn với diện tích đất của các hộ liền kề và có khoảng 9 hecta trùng lấn với rừng đặc dụng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến. Còn việc dự án có vi phạm, có thu hồi hay không thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan xử lý vấn đề liên quan đến diện tích đất mà dự án bị trùng lấn và việc vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng. Sau khi xác định có nội dung vi phạm của chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc kiểm tra xác minh vi phạm của dự án bao giờ thì hoàn thành lại không có thời gian cụ thể. Được biết, ngày 26 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thành lập đoàn kiểm tra do Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở Công thương xây dựng, Sở Giao thông Vận tải cùng Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi, Ủy ban nhân dân xã Kim Bôi tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ và những vấn đề có liên quan đến dự án Thác Mặt Trời của Công ty Du lịch Thác Mặt Trời tại xóm Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Ngay sau đó, Sở Kế hoạch Đầu tư đã có báo cáo số 1722 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình báo cáo kết quả việc kiểm tra dự án. Theo đó, kiểm tra về việc đầu tư xây dựng ngoài thực địa, chủ đầu tư đã xây dựng một số hạng mục như hàng rào bao quanh dự án, khu nhà ở công nhân, nhà ăn công nhân, nhà bảo vệ và văn phòng làm việc, xây 8 cây cầu, 3 hồ chứa nước, 2 km đường dân sinh đi vào khu vực dự án, 3 km đường nội bộ dự án. Ngoài ra, còn một số hạng mục khác đang được xây dựng dở dang. Dự án chưa hoạt động dịch vụ du lịch và có chăn nuôi một số ít gia cầm, có hoạt động khai thác cát và vận chuyển cát sang khu đất xây dựng nhà ở và nhà ăn công nhân thuộc quyền quản lý và sử dụng của nhà đầu tư. Báo cáo cũng nêu rõ, theo quyết định chủ trương đầu tư, đến nay dự án đã bị chậm tiến độ hơn 2 năm. Nguyên nhân dẫn đến dự án triển khai chậm là do diện tích đất sản xuất kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trồng lấn với diện tích đất của các hộ dân liền kề dự án và có khoảng 9 hecta trồng lấn với diện tích rừng đặc dụng thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến. Đặc biệt, chủ trương triển khai xây dựng các công trình khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Như vậy, dự án chưa có giấy phép xây dựng. Trong khi đó, chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng được nhiều hạng mục như hàng rào bao quanh dự án, khu nhà ăn, ở công nhân, nhà bảo vệ, văn phòng làm việc, 8 cây cầu, 3 hồ chứa nước và một số hạng mục khác. Điều này đặt ra câu hỏi trong suốt 12 năm kể từ khi dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 30 tháng 12 năm 2008 cho đến nay, dự án chưa được cấp phép mà chủ đầu tư vẫn hiên ngang xây dựng. Phải chăng là do buông lỏng quản lý hay có dấu hiệu làm ngơ cho những sai phạm của chủ đầu tư? Tỉnh Hòa Bình sẽ xử lý vi phạm tại dự án này như thế nào? Truyền hình báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.